Công ty điện tử Sáp Việt Nam hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Trên sân khấu Vẫn Hát Lời Tình Yêu tuần này, khán giả sẽ được chứng kiến những khoảng trời ký ức đến từ cặp đôi nhạc sĩ ca sĩ Nguyễn Hoài Anh và Ưng Hoàng Phúc. Họ sẽ chia sẻ điều gì đặc biệt. Cái năm mình viết cái ca khúc này là cũng là năm mình 21 tuổi. Cái ca khúc này 21 năm vẫn chạy tốt anh ạ. À. Cô dâu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng, biết nói chỉ đây một câu trước khi biệt ly. Và trong tất cả những sáng tác của anh, bài nào là của riêng anh thì? Mình thấy mấy ông anh bạn hồi nãy anh nói đó. Lại là mấy ông bạn của anh nữa. Anh nói là của ông bạn A, ông bạn B, ông bạn C. Sắp đó là sự thật là toàn của ông thôi. Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá trình Vẫn Hát Lời Tình Yêu sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy ngày 21 tháng 5 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.